ライダータイム仮面ライダーエピックバットマン。Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ nhìn qua một thứ khá là thú vị, một thứ mà thậm chí là bản thân mình cũng không định mua và không có kế hoạch gì cả. Hoàn toàn đến bằng cách bất ngờ, ngẫu nhiên, nhờ ơn huệ của thiên đường mua sắm Việt Nam. Đó chính là chiếc GSM Hyperzector. Vâng, một sản phẩm mà chắc chắn là mọi người đã biết rồi đúng không? Và phải nói là nó khá là buồn cười, nó khá là biến. Tại vì món này thì về mặt lý thuyết là trên thị trường Nhật Bản nhìn chung thì giá nó cũng khá là cao. Mình thì chắc chắn là mọi người, mình nói rồi nhá, là mọi người đừng bao giờ nên quá tin tưởng vào kỹ năng giá cả của mình. Mình chỉ là một nguồn tham khảo thôi. Nhưng mà theo như mình biết thì nhìn chung trên thị trường bây giờ giá của nó sẽ rơi vào tầm 3 triệu, là tầm đó. Khá là đắt. Mọi người sẽ biết là vì sao nó đắt so với những gì mà nó làm được. Vô tình thấy con này ở trên thiên đường mua sắm Việt Nam với cái giá bằng một nửa cái giá mình vừa nói cho các bạn nghe. Thế nên là tại sao lại không húp vội luôn. Và chúng ta đã ở đây. Một con hàng phải nói là khá thú vị. Tất nhiên là nếu như với cái giá thật của nó trên thị trường thì khá là đắt, tại vì chức năng của nó thì không gì nhiều. Nhưng mà phải nói là qua mấy cái giá mà mình bú được thì thực sự rất là tuyệt vời. Một lần nữa rất biết ơn khi được sinh ra ở Việt Nam các bạn thân mến ạ. Thì đây là hộp của sản phẩm này, khá là nhỏ gọn, xong cực kỳ sang chảnh không nào. Chúng ta có tên sản phẩm ở đây, tôm nến đen quen thuộc của GSM, Kamen Rider Hyper Kabuto và Hyper Gattack. Không gì nhiều lắm ở đây, mình rất thích cái họa tiết kiểu lục giác này, khá là sinh học các thứ. Tên sản phẩm thì hộp khá là đơn giản thôi, nhưng mà rất sang trọng, rất đẹp được không nào? Bây giờ ta hãy cùng nhau lấy ra những thứ ở bên trong nhé. Vậy sau khi lấy ra khỏi hộp, đây sẽ là những thứ chính các bạn có được, bao gồm 3 thứ. Tất nhiên, quan trọng nhất đó chính là con GSM Hyperzector của chúng ta. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái phụ kiện nhỏ nhỏ này để đỡ cái phần sừng mà giúp cho chúng ta trưng bày cái con Hyperzector này một cách đẹp hơn. Tại vì nếu như không có nó thì như bạn thấy là nó sẽ bị đổ. Vậy đây là một cái sản phẩm, một cái phụ kiện nó khá là nhỏ thôi, nhưng mà thực sự nó sẽ hiện được cái sự tinh tế của nhà sản xuất đúng không? Để giúp chúng ta trưng bày sản phẩm tốt hơn. Và cuối cùng là một cái tấm club up pad này, nhưng mà đục ở đây để giúp các bạn gắn cái con Hyperzector vào cái GSM Kabuto Zector. Thì khá là hay, thì mình sẽ để mô tí nữa. Thì nó cũng có chung không có gì quá nhiều cả, nhưng mà được cái là đầy đủ, không bị ăn bớt cái gì là may rồi. Và tất nhiên là hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là một thứ rất thú vị, là nó là giới thiệu cho một sản phẩm chuẩn bị được ra mắt ở thời điểm đó, là cái Axel Watch của Five. Đó là mặt phụ kiện. Bây giờ hãy nhìn qua chi tiết từng thứ một nha. Đầu tiên chúng ta hãy xem qua nhân vật chính, chiếc GSM Hyperzector này. Thì con này so với phiên bản DX thì có một vài điểm rất đáng chú ý. Đầu tiên là kích thước của nó là nhìn chung là to hơn với DX một chút, và đặc biệt là phần sừng được làm to và dài hơn, cũng như là họa tiết ở phần nút bấm này cũng được làm cho sát với phim hơn. Thì nếu mọi người thắc mắc thì đây sẽ là sự so sánh giữa hai phiên bản của DX và GSM. Có thể thấy là nó cải tiến rất là nhiều, chứ không chỉ là dùng lại cái khuôn cũ. Một điểm mình rất là thích, hơi tiếc là vào thời điểm này thì dòng GSM vẫn đang trong quá trình phát triển, nên là vẫn có một số cái hơi không được như thời bây giờ. Tức là ví dụ như ở những cái chỗ mà cái lỗ tua vít này nó vẫn để hở này, chứ không được đắp vào như những sản phẩm sau này. Thế nhưng mình rất thích cái phần nhựa nhám ở đây, nhìn này khá là đẹp, rất là sang trọng. Và đặc biệt nhất đó chính là phần diecast, là con này được dùng rất nhiều cái điểm chi tiết bằng sắt, chủ yếu là ở phần sừng này, phần này, phần màu bạc và hai phần màu cam này, toàn bộ phần chữ T này là làm bằng sắt hết. Thế nên là cầm cực kỳ nặng tay, rất là chất lượng, rất là đầm. Tuy nhiên là hơi buồn cười một tí là toàn bộ phần diecast tập trung hết ở phần sừng, thế nhưng mà phần thân thì không có. Thế nên là khi mà trưng bày không cái này thì nó rất là dễ đổ bạn nhé. Đấy, là bộ phần khối lượng nó đều dồn hết vào đây. Vì thế nên họ phải cho chúng ta một cái miếng nhựa này để đỡ cái phần sừng để không đổ khi mà trưng bày. Tuy nhiên ngoài cái linh tinh đó thì mình nghĩ là con này thực sự là một bản cải tiến cực kỳ lớn so với phiên bản DX về ngoại hình. Thế còn chức năng âm thanh ánh sáng thì sao nhỉ? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Thế nhưng trước khi nói về cái âm thanh ánh sáng của Hyperzector thì chúng ta hãy nhìn qua thứ này một chút nhỉ. Tại vì nó cũng khá là cần thiết cho cái quá trình biến hình của chúng ta lên dạng Hyperform. Thì đây là cái tấm crop up bình thường của chúng ta. Và như mọi người biết thì trong phim Kabuto khá là ảo ma, là gắn nguyên cái con Zector vào phần này. Nhưng mà thực ra đời thật đáng buồn là chúng ta phải cần thêm một miếng nữa để thay thế cho cái miếng này.
Thì nó vẫn dùng cái miếng dán này thôi, là cũng khá đơn giản, bạn có thể gắn vào để thay thế cho cục lốp ắp này, thì nó sẽ giúp bạn cố định cái con hyper vector lên. Thì chung cơ chế hoạt động của nó khá đơn giản, như bạn thấy là có con hyper vector ở đây thì bạn chỉ cần gắn nó vào giống trong phim đúng không, để ở chiều ngang và xoay thẳng lên là bạn đã gắn xong con hyper vector vào, và trông nó cũng khá là đẹp, nhìn cực kỳ sát và đặc cụ trong phim được không, thì mình khá là thích điều đó. Và nhờ cái hệ thống chốt thế nên là nó cực kỳ chắc chắn nhé, không phải lo nó rụng ra khi mà bạn di chuyển kiểu xuyên thời gian các thứ. Và tất nhiên rồi, để tháo ra thì sẽ ấn vào đây mà tháo nó ra. Thì nói chung là nó cũng khá là hay, cực kỳ sát với các chi tiết ở trong phim, nên là mình rất là thích cái phụ kiện này. Tất nhiên thì cơ chế hoạt động của con Hyper Sector này thì hoàn toàn không hề phụ thuộc vào cái thắt lưng của Kabuto, tại vì nó là một cái hệ thống hoạt động độc lập riêng lẻ. Một điều mình hơi đáng tiếc một tí, nhưng mà trong phim nó cũng thế thôi đúng không, là con Hyper Sector này thì cũng không hề có tác động và tạo nên âm thanh gì mới ở trong cái thắt lưng của Kabuto cả, mà toàn bộ âm thanh mới sẽ nằm hết ở trong này. Thì đầu tiên cơ bản nhất là nút bật tắt của chúng ta, để đây thì hơi lộ liễu tí nhưng mà ok, không vấn đề gì cả. Bật lên bạn sẽ có âm thanh kích hoạt khá là cơ bản. Thì đây là hai cái led của nó đây nhé, để cho mọi người nhìn thấy. Âm thanh này là cái âm thanh của con Hyper lớp mà kiểu xuất hiện một cách thình lình từ không gian gì đó nhỉ. Nói chung là mình xem phim từ lâu mình chẳng nhớ lắm, nhưng mà nó khá là ngầu. Và nói chung là khá đáng tiếc là nó không phải có một âm thanh phụ nào cả. Nó kiểu không có âm thanh kiểu bay lượn hay là âm thanh kiểu tấn công các thứ ấy, mà chỉ có âm thanh kiểu biến hình và các thứ thôi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Thì đúng ra mình sẽ gắn nó vào thắt lưng nhưng mà nó hơi cồng kềnh tí, như là để thế này nhé cho nó dễ biểu diễn. Thì đầu tiên cơ bản nhất nó sẽ làm đó là tất nhiên rồi, lên dạng hyper bằng cách gạt cái cần này xuống. Thì âm thanh biến hình thì mình cảm giác nó cũng không khác với phiên bản DX mấy, cũng khá ngắn gọn nhưng mà ok, không vấn đề gì lớn lắm. Và có thể thấy là khi bạn gạt cái sừng này xuống thì có thể thấy biểu tượng của Kabuto ở đây khá là hay. Một điểm nó hơi bất cập một tí là do toàn bộ gần như là phần sừng này là bằng diecast, thế nên là nó hơi bị nếu mà bạn để nó không đủ lực ấy, là sẽ bị kẹt đây, phải tác động lực vào thì nó mới cái lò xo nó mới đủ để đẩy vào, thế nên là hơi bất cập tí ở cái phần diecast này. Tuy nhiên không phải vấn đề gì nó quá là lớn cả. Và tất nhiên rồi, sau khi mà lên cái dạng hyper thì bạn có thể làm một trò nữa, đó là thì với hyper close up này thì bạn sẽ có tầm 20 giây âm thanh di chuyển, bao gồm tầm 15 giây đầu là âm thanh di chuyển bình thường và tầm 5 giây cuối là âm thanh kiểu sắp hết giờ, thì nó sẽ dài hơn phiên bản DX. Phiên bản DX là sắp hết giờ này. Thì so với phiên bản DX thì nó dài hơn đấy, tại vì mình nhớ phiên bản DX thì âm thanh close up của nó chỉ có tầm 10 giây thôi, thì phiên bản GSM mà nó cải tiến là nó dài hơn thì cũng khá là thú vị. Và phần led khá là hay đúng không, thử nhìn lại nhé. Và một điểm mới đó là bạn có thể ấn vào đây để dừng lại cái hyper close up thành hyper close over, thì một điểm mới, tại vì ở phiên bản đồ chơi của DX thì bạn không thể nào mà dừng giữa chừng được, bạn chỉ có thể ấn và đợi nó hết giờ thôi. Đây là một cái điểm cải tiến mới nhất của phiên bản GSM làm được. Và tất nhiên là khi mà bạn ở Hyper Close Up thì bạn có thể biểu diễn cái tuyệt chiêu Maximum Rider Power. Thực sự mà nói nó nghe cực kỳ ngầu đúng không nào. Thì hơi tiếc là cái âm thanh Maximum Rider Power sau khi phát ra thì không hề có một cái âm thanh phụ như là kiểu nổ, niếc, cháy nổ gì hoành tráng cả. Thì hơi đáng tiếc một tí. Nhưng mà ok, cũng không phải vấn đề gì nó quá lớn cả. Và thực ra có một điểm mới mà có thể mọi người không để ý, đó là so với phiên bản của DX thì sau khi thực hiện cái đòn Maximum Rider Power thì cái con Hyper này sẽ tự động dừng lại và không đếm cái Hyper Close Up nữa. Tuy nhiên như bạn thấy ở phiên bản của GSM thì nó mượt hơn là sau khi bạn thực hiện đòn Maximum Rider Power thì cái đồng hồ Close Up nó vẫn đếm, nó không bị ngắt lại như phiên bản của DX. Thế nên là cái cảm giác chơi nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Thế là một trong những điểm mà thay đổi rất là lớn của phiên bản GSM so với DX. Thế nên là mình khá là thích điều đó. Và thực ra thì về mặt lý thuyết thì nó chỉ có thế thôi.
Trong phim thế, nhưng mà các bạn nào mà đã biết thì con Hyperscepter này không chỉ được sử dụng bởi Kabuto trong phim chính mà còn được sử dụng bởi Guts trong cái Hyper Battle DVD để lên cái dạng Hyper Form, và điều đó thì cũng có thể thực hiện được phiên bản của CSM, và phiên bản CSM là phiên bản duy nhất có được âm thanh phụ này. Thì để làm điều đó thì bạn sẽ cần giữ cái sừng này lại tầm 4 giây. Đấy. Thì bạn sẽ có được cái âm thanh của Hyper Stack Beetle. Và ngoài ra tất cả mọi thứ vẫn hệt như thế. Hyper Club Up vẫn thế. Vẫn thế, nói chung là không có gì khác nhiều cả. Và nếu như bạn muốn đổi về Hyper Kabuto như cũ thì bạn lại giữ cái sừng xuống. Thì nhìn chung mặc dù là con này hoạt động độc lập nhưng tất nhiên rồi, nhưng mà gắn vào belt thì vẫn đẹp hơn đúng không? Thế nên là mình sẽ biểu diễn lại một lần nữa khi dùng chung với cái Kabuto Zector nhé, cho mọi người chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tổng thể của nó. Tất nhiên là để thế này thì trông nó hơi quê một tí, nhưng mà lờ mao không có display đài ra thì chịu thôi bạn ơi. Và tất nhiên Hyper Club Up. Đây, bạn thấy là cái âm thanh clock up là cực kỳ dài đúng không? Nó cho bạn thừa thời gian để bạn có thể biểu diễn được các đòn tấn công hyper kick của Kabuto. Vậy thì về cơ bản nó sẽ là bài review của mình cho chiếc CSM Hyper Sector này. Thì nhận xét về nó thì phải nói là so với phiên bản DS thì đây là một sự cải tiến hoàn toàn, gọi là cực cực kỳ hoàn toàn kinh khủng ngầu VIP Pro. Mình cũng khá là vốn từ hạn chế nhưng mà mọi người hiểu được ý mình nói vậy, cho nó thực sự rất là đáng tiền. Từ sự cải tiến, từ kích thước cho đến những chi tiết diecast, cho đến âm thanh đầy đủ hơn, dài hơn, và đặc biệt là cái âm thanh của Hyper cái gì à? Hyper Stack Beetle thì nó là một trong những điểm mà nó ăn đứt luôn phiên bản của DX, và phải nói là một sự cải tiến rất lớn. Thì có thể nói đây sẽ là phiên bản Hyper Jester đỉnh nhất mà bạn có thể mua. Tuy nhiên thì với bản chất của CSM là một dòng đồ chơi mà phiên bản giới hạn và sản xuất cũng khá là lâu rồi, và thuộc một cái series này cũng khá là ưa chuộng nữa, thế nên là giá thành của nó cũng không phải là rẻ. Thì như hiểu biết khiêm tốn của mình đã nói đầu video thì nó sẽ vào tầm 3 triệu khoảng khoảng đó. Thì với cái giá đó thì nó cũng sẽ gọi là hơi hơi cao một tí so với cái những gì mà món đồ chơi này mang lại, vì tất nhiên là với số tiền đó thì bạn có thể mua được nhiều thứ hay ho hơn để chơi. Xong, tất nhiên nếu như bạn là một fan của Kabuto và đặc biệt là bạn cần thiết để quay về quá khứ và sửa chữa lỗi lầm của bản thân, như mình là nếu mình quay về quá khứ thì mình sẽ không bú nhựa nữa, mình sẽ bú cái khác chẳng hạn là thế. Đùa. Thì nó là một sản phẩm rất là hay. Tất nhiên là nó không quá là cần thiết, và về cái giá của nó thì khá là ảo ma Canada, thì mình cũng không quá là gọi là gì nhỉ, gọi là khuyên các bạn nên mua. Tất nhiên là tiền ai người ấy tiêu rồi, thế nên là các bạn cũng không nhất thiết phải nghe lời khuyên của mình. Nhưng mà nhìn chung thì nếu như các bạn có phiên bản CSM thì cũng không phải là chơi với DX được đúng không, nên là vẫn phải mua, nhưng mà nó cũng không quá là cần thiết để có. Tất nhiên trừ khi nếu bạn như mình bú được phiên bản này với một cái giá cực rẻ ở trên đường mua sắm Việt Nam thì yeah, chuyển luôn bạn ơi, tại sao không. Còn nếu không thì cũng không quá cần thiết đâu. Tất nhiên là một phiên bản cũng khá là đẹp và đáng có trong mọi dòng của bạn. Thì yeah, đó là sẽ là vài lời linh tinh từ mình. Một lần nữa cảm ơn bạn xem video này, nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe channel để bạn xem điều đó, và mình sẽ gặp lại các bạn trong những video review trong tương lai nha. Bye bye.